Mời các bạn cùng nghe chương 10 năm của truyện Tiệm Cơm Chiến Hạnh Phúc. Anh trai rau cơm tâm tâm niệm niệm hai con tôm hùm đất sắp được nếm thử, nhìn về phía đồng nghiệp. Cậu không hiểu. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man đã chiên xong một nồi cơm chiên trứng khổ qua thịt bò. Nghe được thanh âm của nhân viên rau cơm cùng Chu Linh xác định đơn của hắn là một phần tôm hùm đất, hai phần cơm chiên trứng khổ qua thịt bò cùng một chén canh khổ qua, giúp đỡ đóng gói để chị Chu Linh chạy nhanh ra đưa. Cảm ơn, cảm ơn. Anh trai rau cơm nhận hộp cơm, một giây cũng không dám trì hoãn, trực tiếp lao ra ngoài. Tích cực như vậy, khách hàng thưởng thêm sao? Những người khác ngồi trong tiệm nhìn bóng dáng hắn nói. So với được thưởng thêm, anh trai rau cơm càng coi trọng hai con tôm hùm đất hơn. Một đường đi nhanh như chớp, mấy phút sau liền tới tiểu khu của khách hàng. Cũng một hơi không nghỉ chạy lên lầu. Wow, người anh em hiệu suất cao ghê. Mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi tầm 23-24, nhìn thấy shipper giao đến chưa tới 10 phút, thập phần cao hứng. Tôm của tôi. Anh trai rau cơm thấy khách hàng theo bản năng liền chuẩn bị đóng cửa, vội nhắc nhở. À, đúng, 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 anh giúp tôi cầm một chút. Thanh niên đem cơm hộp lại đưa cho shipper, mở ra cái túi đựng là một hộp tôm hùm đất. Mùi thơm cay rát xông vào mũi, làm hai người vô ý thức nuốt nước miếng, cũng làm khách hàng có điểm hối hận khi đồng ý chia tôm hùm đất cho shipper. Hiện tại hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể cầm lấy một cái bao tay dùng một lần, định chọn hai con tôm nhỏ nhất. Nhưng mà, tôm trong hộp thoạt nhìn đều không khác nhau lắm, chọn một hồi chỉ làm hắn càng thèm hơn. Cuối cùng, vẫn là trước khi nước miếng rơi xuống, tùy tiện cầm hai con tôm hùm đất cho vào cái túi nhỏ, vẻ mặt đau đớn đưa cho anh shipper. Chúc quý khách dùng cơm ngon miệng! Anh trai rau cơm nhận được tôm hùm rất cao hứng, chờ hắn đóng cửa lại, gấp không chờ nổi liền nhặt lên một con tôm nhét vào trong miệng. Vỏ ngoài con tôm được bọc một lớp sốt hồng hồng cay thơm, ngậm ở trong miệng hắn luyến tiếc lấy ra, một lát sau mới bắt đầu lột vỏ tôm. Cũng quá ngon đi! Chờ đến khi xuống lầu, anh trai rau cơm đã giải quyết xong hai con tôm hùm đất. Ngay cả đầu tôm cũng không buông tha, thậm chí nếu không phải sợ ăn không tiêu, anh ta hận không thể đem vỏ tôm nhai nát. Sau khi ăn xong, anh ta liền lái xe tới địa chỉ của đơn tiếp theo. Trong lòng anh ta có thêm một mục tiêu ấp ủ, đó chính là cố gắng đưa thêm thật nhiều đơn, sau đó đi đến tiệm ăn một phần tôm hùm đất. Chỉ là nhớ lại hương vị tôm hùm đất tràn đầy mới vừa ăn kia, dư vị trong miệng còn chưa có tiêu tán hết, người anh ta hiện tại liền tràn đầy động lực. Mà trên lầu, anh thanh niên mới vừa cầm hộp cơm đặt ở trên bàn cơm, bạn gái hắn lập tức đánh hơi được mùi đồ ăn liền chạy ra. Mùi gì mà thơm vậy anh? Mau lại đây ăn nào, anh vất vả lắm mới cướp được tôm hùm đất của tiệm cơm chiên hạnh phúc đó. Anh thanh niên đã cầm lên một con tôm hùm đất chuẩn bị ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôm hùm đất xào cay, ngày thường cô cũng ăn không ít, nhưng cái hương vị này thật sự làm cho người ta có chút chống đỡ không được. Vốn dĩ cô gái còn chuẩn bị quay một cái video ngắn, nhưng vì hương vị quá kích thích, liền qua la chụp hai bức ảnh rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cầm lên một con tôm. Trời ạ, tôm hùm đất có thể ngon đến như vậy sao? Một con tôm hùm đất còn chưa có ăn xong, cô gái liền nhịn không được kêu lên. Thật là rất ngon, rất đủ vị. Đã ăn xong hai con tôm hùm đất, anh thanh niên một tay cầm gặm càng tôm, một bên đi lấy bia. Cô gái đã hoàn toàn bị món tôm hùm đất mê hoặc, không để ý đến người yêu đã đem bia mở ra đặt lên bàn cho cô. Anh ăn từ từ thôi, em còn chưa ăn hết một con đâu, vậy mà anh đã ăn đến con thứ ba rồi. Không được, không được, chúng ta chia đôi đã. Đụng tới mỹ vị loại này, chỉ cần ăn chậm một chút thôi, đều cảm thấy chính mình thiệt thòi. Cô gái phát hiện hắn ăn nhanh hơn mình, lập tức kêu lên. Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, bà chấm, đây có phải người yêu anh không vậy? Cuối cùng, dưới ánh mắt trừng trừng của cô, hắn vẫn là đem tôm hùm đất chia ra. Xem đi, em đã nói anh ăn nhanh hơn mà. Chờ hắn ăn xong, cô gái thấy mình còn thừa ba con tôm hùm đất, liền thập phần đắc ý. Chia anh một con. Không được, lúc trước anh ăn nhiều hơn em còn chưa có tính toán đâu. Cô gái nói xong lại ăn luôn một con tôm. Anh lắc đầu, nghĩ sốt tôm này cũng thực mỹ vị, mở ra phần cơm chiên của mình rồi đổ chút sốt lên. Anh cũng không sợ ngấy. Anh cũng không sợ ngấy. Bạn gái một bên lột tôm một bên nói. Anh nếm một ngụm, trước mắt liền sáng ngời. Ăn thật ngon. Có cảm giác giống cơm chiên hải sản. Thật hay giả vậy? Cầm con tôm hùm đất cuối cùng lên, cô liên tiếp bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi lại gần anh và nói. Cho em nếm một miếng đi. Được. Anh dùng chiếc đũa đút cho cô một miếng, một câu. Ngon lắm đúng không? Còn chưa kịp hỏi, liền thấy con husky từ trong phòng chạy ra.
Má ơi, hắn còn chưa kịp nhắc nhở, liền thấy con tôm hùm đất cuối cùng trên tay người yêu bị con chó ngốc nhà mình một ngụm ngậm đi, một miếng hết sạch. À, con chó ngốc này của anh thế mà lại ăn mất con tôm hùm đất cuối cùng của em. Mới vừa chỉ nuốt miếng cơm chiên còn chưa kịp khen ngon, đã phát hiện tôm hùm đất trên tay không còn. Cô tức giận đến mức một bên hét chói tai, một bên nắm đầu con chó ngốc nghếch muốn đánh nó. Em không nhốt nó vào lồng sắt sao? Bọn họ mỗi lần đặt cơm hộp của cửa hàng này, Husky đều đặc biệt kích động, cho nên mỗi lần ăn cơm chỉ có thể đem nó tạm thời nhốt lại. Em có mà, em còn khóa chặt lắm kìa. Nói xong, thấy con Husky không những không biết sai, đầu còn hướng tới hộp đựng tôm hùm đất phía trước nhỏ dãi, làm cô càng thêm tức giận. Được rồi, không giận, không giận. Khẳng định là vì hương vị của món tôm hùm đất quá thơm nên nó mới liều mạng như vậy. Anh sẽ đi nhốt nó lại, em mau ăn cơm chiên trộn sốt tôm. Món này phải ăn nóng mới ngon. Thanh niên nói, vội tướng con chó ngu ngốc nhà mình về phòng. Cháu lòng liền cảm thấy may mắn vì cô không biết mới vừa rồi đây anh vừa chia hai con tôm cho nhân viên giao hàng. 11 giờ rưỡi, Tư Cảnh Lâm đi vào tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nhìn lướt qua cửa hàng có quá đông khách đang ngồi ăn, liền trực tiếp đi vào phòng bếp. Tư tiên sinh! Chu Linh nhìn thấy anh, chào hỏi xong liền đem cơm hộp ra ngoài. Tư Cảnh Lâm gật đầu đáp lại, nhìn về phía cô gái đang chiên cơm. Vì trời mùa hè rất nóng, cộng với việc đang đứng trong bếp nấu nướng, nên cô cuộn hết tóc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn. Bóng dáng cô thoạt nhìn dịu dàng thanh thục hơn rất nhiều so với ngày thường. Đám mải ngắm nhìn hình bóng xinh đẹp của cô, ánh mắt của anh lại dừng ở cây châm gỗ. Tư Cảnh Lâm cảm thấy lần sau sẽ tặng cô châm ngọc. Nguyễn Miễn Màn nghe được thanh âm liền quay đầu. Anh Cảnh Lâm! Gọi anh xong, cô lại nói. Mì và tôm cùng chè đậu xanh đều ở tủ lạnh nhỏ, anh lấy giúp em nhé. Tủ lạnh kỳ thật cũng không phải quá nhỏ, chỉ là so với tủ lạnh trong tiệm lớn hơn một chút, là cô mới mua. Tư Cảnh Lâm từ tủ lạnh lấy ra cơm trưa của mình, trực tiếp ở trong phòng bếp tìm vị trí ngồi xuống. Cô làm mì lạnh bên trong hình như có dùng rau xanh hầm nước, màu xanh biếc trông rất đẹp mắt. Mặt trên tưới sốt tôm cay rát tiên hương, còn có dưa chuột, cà rốt, thịt gà thái nhỏ cùng đậu phộng, tản ra hơi mát lành lạnh, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn. Nguyễn Miên Man đem cơm chiên ra nồi, một bên từ bên cạnh bưng lên đĩa tôm hùm đất xào cay đặt tới trước mặt anh, một bên nói. Anh ngồi chỗ này không thấy nóng sao? Không nóng. Tới Cảnh Lâm cầm lấy chiếc đũa liền nhớ tới. Em ăn chưa? Nguyễn Miên Man nhặt đầu nói. Em ăn rồi, cũng là ăn mì lạnh. Nói xong, bất chợt nhớ tới sức ăn tối hôm qua của anh, cô lại hỏi. Đúng rồi, anh có muốn ăn thêm gì không? Chỗ này là đủ rồi. Không nói tôm hùm đất xào cay cùng chè đậu xanh bên cạnh, chỉ là phần mì lạnh này cũng đã không ít rồi. Tư Cảnh Lâm liền cự tuyệt. Vậy được ạ, anh cứ ăn trước đi, không đủ thì nói, em sẽ làm thêm. Nguyễn Miên Man nói xong, tiếp tục tới bếp bếp chiên cơm. Đối với việc ở trong lòng cô, anh vô tình xây lên hình tượng một người ăn rất nhiều. Tư Cảnh Lâm có chút bất đắc dĩ, nhưng khi ngửi mùi hương từ bát mì lạnh tỏa ra, anh vẫn là cúi đầu ăn cơm. Mì lạnh ăn rất dẻo dai, cùng với nguyên liệu phong phú bên trong, cay cay thơm thơm đồng thời lại không mất đi sự thoải mái thanh tân, thập phần mỹ vị. Tư Cảnh Lâm ngày thường đều là sau 12 rưỡi mới có thời gian dùng cơm, vốn không thấy đói, nhưng khi cắn một ngụm mì lạnh cay cay thơm thơm vào miệng, tức khắc liền có chút kích thích vị giác. Lúc cho gia vị, cô còn cố tình cho thêm chút giấm chua thành thành vào bát mì lạnh. Khi ăn lại càng đưa miệng. Loại giấm đặc biệt này cũng là do một tay cô làm ra nên vị sẽ khác xa so với dùng giấm thường. Cô lại chiên ra hai nồi cơm, đem cơm chiên vào trong bùn, đôi mắt không tự giác nhìn về phía người ăn cơm bên cạnh. Thấy bát mì lạnh đầy ụ cô làm cho anh đã vơi gần nửa, trên mặt Nguyễn Miên Man hiện ra ý cười vui vẻ, rất cao hứng khi thấy anh thích món cô làm. Rất nhanh tới 12 giờ, trong tiệm ngoài nhân viên giao cơm, khách hàng đến ăn cơm cũng bắt đầu đông hơn. Có khách tới, sau bếp Nguyễn Miên Man tức khắc bận rộn, cũng không có thời gian chú ý tới người ăn cơm trong phòng bếp. Lúc này, Tư Cảnh Lâm đã ăn xong mì lạnh, chè đậu xanh ngọt mát cũng đã uống nửa chén. Vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng mà nhìn thân hình nhỏ bé càng ngày càng bận rộn, lông mày lại nhịn không được hơi trầm xuống. Anh cũng rất muốn giúp đỡ cô, nhưng kinh nghiệm quá khứ cũng làm anh hiểu rõ, mình không thể giúp được gì. Cuối cùng, tầm mắt anh dừng ở đĩa tôm hùm đất xào cay, đứng dậy cầm một bộ chén đũa sạch sẽ, đem tay áo cuộn lên hai vòng, bắt đầu lột tôm. Không bao lâu, chén sứ nhỏ liền đựng hơn nửa bát thịt tôm, mặt trên tẩm nước sốt hồng hồng, thoạt nhìn thập phần mê người. Tư Cảnh Lâm đứng dậy rửa tay sạch sẽ, buông chén đũa đứng dậy,
Giây tiếp theo, liền đặt sát miếng tôm vừa bóc lên miệng cô gái nhỏ đang bận rộn chiên cơm. Tôm lột vỏ vẫn như cũ tản ra mùi thơm cay nồng. Nguyễn Miên Man theo bản năng há mồm, ăn xong mới phản ứng lại, ngậm tôm trong miệng quay đầu. Nhiệt độ bệ bếp khá cao, trên mặt cô vốn đang mang theo chút đỏ ửng, làm người đối diện không nhìn ra nét ửng hồng nhàn nhạt. Nguyễn Miên Man không có anh chị em, nhưng nghĩ đến lúc trước hai chị em Lâm Minh Minh cùng Lâm Thông Thông cũng thường xuyên bón cho nhau như vậy, cảm thấy hành động này hẳn cũng không có gì to tát. Cô tự trấn an xong, nhai nuốt tôm bóc vỏ xuống lại nói: "Không cần đâu, anh ăn đi." Tứ Cảnh Lâm nhìn cô ăn xong con tôm chính mình đưa tới, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, lại cầm lên một con đưa qua. Nguyễn Miên Man thấy anh một hai phải đút cho mình, chỉ có thể nói: "Vậy anh cứ để trên bàn, em làm xong rồi sẽ ăn." "Được." Tứ Cảnh Lâm tuy rằng có điểm tiếc nuối, vẫn nghe lời cô nói ngồi trở lại bàn. Cô bận rộn, Tứ Cảnh Lâm cũng không hề rảnh rỗi, ngây người một chút liền phải rời đi. Chờ anh đi rồi, Chu Linh vào thu thập chén đũa nhịn không được nói: "Em gái, sao em lại dư ra một chén tôm nhỏ ở đây vậy?" Nguyễn Miên Man nghe vậy, quay đầu liền nhìn đến cái chén sứ chứa đầy tôm bóc vỏ. Vừa mới đây còn ở trong tay anh, vậy mà người đã đi từ bao giờ? Trong lòng có chút tiếc nuối. Một đĩa tôm hùm đất vừa rồi, đại khái là bóc hết vỏ cũng chỉ nhiều hơn chén này một chút. Thấy anh dày công lột tôm xong đều để lại cho mình, trong lòng Nguyễn Miên Man có chút cảm giác xúc động, nói không nên lời. "Chị đặt ở kia đi, đợi lát nữa em ăn." Nguyễn Miên Man nói xong câu đó, mặc danh có chút ngượng ngùng, bởi vậy trực tiếp quay đầu đi, ra vẻ bận rộn mà bắt đầu chiên cơm. Thật ra Chu Linh cũng không nghĩ nhiều, đáp lời xong cũng không quản chén tôm bóc vỏ kìa, mà cầm chén đĩa tới bồn rửa sạch. Khoảng 12 giờ, tại một văn phòng nọ, Trương Sán chưa từng chờ mong một người đến như vậy. Nhận được điện thoại, biết được anh shipper đang lên lầu, trực tiếp đứng dậy, quãng đường như rút ngắn lại. Cùng cô chờ đợi lâu ngày, nữ đồng nghiệp Gia Gia thấy cô đi ra ngoài liền mở to hai mắt. Khi cô trở về, lập tức đón nhận cái túi trong tay cô. "Cuối cùng cũng đến, quá tuyệt vời." Hai người cùng nhau nâng hộp cơm trở lại vị trí ngồi. Gia Gia vỗ tay, nhìn hộp cơm trên bàn bằng ánh mắt rực cháy. Người tình trong mộng của em cuối cùng cũng tới. Cách túi cùng hộp cơm nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu hồng hồng đỏ đỏ. Cái miệng không có tiền đồ này mới như vậy đã muốn chảy nước miếng. Khu vực làm việc của các cô không lớn. Khi Trương Sán mở ra cái nắp hộp tôm hùm đất xào cay, một cỗ mùi hương mê người nháy mắt tỏa ra. Chương 116. À, thơm chết mất. Già già dùng tay lau đi dòng nước miếng đang trực tuôn trào, ngay sau đó gấp không chờ nổi duỗi tay ra. "Từ từ, chờ tới chụp bức ảnh đã." Trương Sán cố để bản thân thoát khỏi sự cám dỗ này, cũng lau nước miếng, vội vã cầm lấy di động chụp ảnh. Sau đó gấp ba con tôm hùm đất ra cái nắp cho cô bạn. "Không phải chứ?" Già già chớp đôi mắt nhìn cô bạn. "Nào cho tới thêm mấy con đi mà." "Tất cả chỉ có một chút này thôi. Tôm hùm đất này lớn, ba con cũng đủ cho cậu ăn rồi." Trường Sán nói xong, bất chấp cô bạn lại mé nheo, nhặt lên một con tôm hùm đất ăn ngấu nghiến. Tôm hùm đất ngửi thôi đã thấy rất thơm, khi ăn càng đậm đà. Vị cay rát cùng hương vị vốn có của thịt tôm hỗ trợ lẫn nhau, độ mặn nhạt cũng rất vừa phải. Thế gian tại sao lại có món ngon tới như vậy? Ăn xong một con tôm, Trương Sán liếm vỏ tôm, dính sốt hồng hồng, cả người đều có chút lâng lâng. Nhìn đến cô bạn ăn ngon tới mức sắp khóc, Gia Gia cũng không rảnh xò đò nhiều ít, nhanh chóng cầm lấy một con tôm lên ăn, quyết định chờ ăn xong lại xin thêm. Tôm hùm đất này thật sự quá mức mỹ vị, ăn ngon tới mức cô liên tiếp một ngụm nuốt hết. Cầm cái chén nhỏ xin Trương Sán chút nước sốt, chấm con tôm thấm đẫm nước sốt, cắn từng miếng nhỏ, lặp đi lặp lại. 3-4 miếng mới ăn xong một con tôm. Đồng nghiệp khác trong khu làm việc ngửi được mùi thơm đã rất thèm, nhìn các cô ăn ngon lành như vậy, thật sự có chút nhịn không được. "Tiểu San, tôm hùm đất của cô quá thơm, cho tôi một con nếm thử được chứ?" Mở miệng chính là một đồng nghiệp lúc trước đã giúp cô không ít việc. Trương San mặc dù luyến tiếc lại cũng không cự tuyệt, trực tiếp gắp một con tôm cho đồng nghiệp. Có người bắt đầu, những đồng nghiệp khác lập tức đều giống như mèo ngửi được mùi cá, liền vây lại đây. Mọi người đều ở chung một bộ phận, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Cho người này, không cho người kia thì cũng không tốt lắm. Trương Sán chỉ có thể đau lòng mà chia đều cho mỗi người một con. Chia như vậy, một hộp tôm hùm đất tức khắc vơi đi một nửa. Trương Sán hối hận muốn chết vì sao mình lại đặt vào buổi trưa. Sớm biết như vậy, cô đã chọn thời gian giao hàng vào buổi chiều tan tầm. Một người một phần tôm hùm đất xào cay, một mình ngồi trong phòng, không cần bận tâm hình tượng, một bên xem kịch, một bên ăn uống không hạnh phúc sao?
Ở đây các đồng nghiệp ăn xong con tôm hùm đất trong tay, đem vỏ tôm đều mút đến mấy lần, ngược lại càng thêm thèm. Thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy đã chi hết nửa hộp tôm của người ta. Ngượng ngùng đi xin thêm nữa, chỉ có thể hạ quyết tâm cũng phải đi tranh một phần. Trương Sàn nghe được bọn họ hạ quyết tâm, lập tức nói: "Vậy nếu mọi người cướp được, đừng quên chia cho tôi một con." Nghe được lời này, cũng không ai nói cô keo kiệt. Giấc của hương vị tôm này thật sự ăn quá ngọt, ăn nhiều một chút liền thấy vui vẻ. "Yên tâm, nếu tôi cướp được, trực tiếp chia cho cô hai con." Một vị nam đồng nghiệp ngữ khí thập phần hùng hồn. Trường Sàn thập phần vừa lòng với những lời này, vươn bàn tay dính đầy dầu, giơ ngón tay cái với hắn. Nam đồng nghiệp thấy vậy, lập tức bưng lên hộp cơm trắng của mình trên mặt bàn, thò qua nói: "Cô lại cho tôi xin chút sốt trộn cơm ăn nha. Anh không phải vừa ăn cơm xong sao?" Trường Sàn nhớ rõ hắn đặt cơm hộp từ sớm, mới vừa tan tầm liền ăn xong rồi, ăn một nùi cơm to. "Là lại đói bụng ấy mà." Trên thực tế, phần cơm trắng trong tay này là hắn đặt cơm được tặng thêm, vốn dĩ vì không để lãng phí nên định buổi chiều mang về làm cơm chiên ăn. Kết quả vừa rồi ăn một con tôm hùm đất của cô xong, hiện tại lại thèm. Một chút nước sốt mặt thôi, Trương San vẫn là bỏ được. Bưng lên hộp cơm đổ một chút cho hắn. Mới vừa rồi đã ăn cơm xong nhưng xin được chút sốt của cô, ngửi mùi thơm nồng đậm, cầm chiếc đũa và lên một miếng cơm to. "Ngon quá! Sốt tôm này trộn cơm trắng thôi cũng ngon hơn cơm niêu tôi vừa mới ăn. San San, cũng cho tôi chút sốt đi." Thấy hắn dùng cơm trắng trộn sốt cũng ăn ngon lành đến như vậy, một nữ đồng nghiệp đang ăn cơm cũng nhịn không được mò qua. Vì thế, chờ Trương San ăn xong, đừng nói tôm hùm đất xào cay, ngay cả một giọt nước sốt đều không dư lại, đều bị đồng nghiệp giải quyết sạch sẽ. Ăn quá ngon. Mới vừa ăn xong, Trương San liếm ngón tay, đã bắt đầu hy vọng chính mình cũng có thể cướp được một phần. Đồng hồ điểm 2:30, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc liền đóng cửa. Chú lính quét tước xong rời đi, Nguyễn Miên Man rốt cuộc đã có thời gian ăn chén tôm bóc vỏ kìa. Cô mới vừa bưng chén ra phòng bếp, đã bị mèo béo ngồi cạnh ở lối đi nhỏ bám theo. "Meo, meo." Mèo béo mặt tròn vo, thân hình mũm mĩm kêu lên một tiếng mềm mại, thậm chí còn nhẹ nhàng lùi ra phía sau vài bước, nhoài người dùng chân trước làm mấy cái động tác như chắp tay thi lễ. Nguyễn Miên Man kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ, giờ khóc giờ cười. "Mèo béo, em thật đúng là có bản lĩnh xin ăn. Trách không được gần đây chị Chu thường nói không ngăn được khách hàng cho em ăn." "Meo." Mèo béo lại tiếp tục kêu lên một tiếng, hướng cô chắp tay thi lễ. Vốn rất thích nó, Nguyễn Miên Man thấy nó đáng yêu như vậy, nơi nào nhẫn tâm làm nó thất vọng. Xoay người dùng nước lọc rửa sạch gia vị một con tôm, sau đó lột ra vỏ tôm đặt vào chậu cơm. Thỏa mãn nguyện vọng nó xong, Nguyễn Miên Man bưng ghế dựa ra ngoài cửa sổ ngồi xuống, cái miệng nhỏ chăm chú ăn tôm. Tôm hùm đất nguội rồi vẫn rất ngon, bởi vì trực tiếp đem tôm bóc vỏ ngâm trong nước sốt mà vị tôm càng đậm đà ngon miệng. Tuy cô muốn ăn thì lúc nào cũng có thể làm ra một núi to, nhưng chén tôm bóc vỏ này so với đĩa tôm bình thường thực sự là không giống nhau. Thực ra đây là lần đầu có người đem đồ ngon để phần cho cô. Cho dù đó là món cô tự làm, Nguyễn Miên Man đột nhiên thấy trong lòng xao xuyến. Từng miếng cô vừa ăn vừa cảm nhận dư vị ngọt ngào này. Ăn xong cô đong muốn vào trong rửa chén, liền thấy cô gái so với cô hơn vài tuổi lười lười kéo kéo đi tới. "Có chuyện gì vậy?" Thấy các cô tựa hồ muốn đi tới cửa hàng nhà mình, Nguyễn Miên Man mở miệng nói: "Thật ngại quá, bà chủ, tôi muốn hỏi một chút, trong tiệm hiện tại còn có thể ăn được cơm không?" Cô gái tóc ngắn nói xong, cô gái tóc dài bên cạnh bổ sung: "Chúng tôi vừa dọn đến đây, vốn dĩ đã tính chuẩn bị giữa trưa, kết quả làm vệ sinh cùng trang trí phòng bận rộn quá, nên quên thời gian." Nguyễn Miên Man vừa nghe, lập tức liền đoán được, các cô đại khái chính là người thuê nhà của bà Lưu. Cô liền nói: "Không sao đâu ạ, hai chị muốn ăn gì để em còn chuẩn bị." "Cảm ơn bà chủ, món ăn nhà cô chúng tôi đều thích, cô xem tùy tiện trên hai phần cơm là được." Dù sao cũng là thời gian đóng cửa, các cô cũng ngại lựa chọn nhiều. "Cơm chiên trứng khổ qua thịt bò được không ạ?" Nguyễn Miên Man hỏi xong, thấy hai người không có ý kiến, đổ ly chè đậu xanh mới khách, lúc này mới đi vào trong phòng bếp. "Chè đậu xanh này uống vừa mát lại còn ngon nữa. Đã sớm nghe nói khách hàng tới ăn trong tiệm sẽ được phục vụ thêm chè đậu xanh mỹ vị. Quả không sai, chè này ăn thực đã." Hai cô gái vừa thoải mái nhâm nhi bát chè đậu xanh vừa đợi cơm. "Hơn nữa bà chủ nhỏ cũng thật tốt bụng." "Đúng, quả thực chính là người đẹp thiện tâm, tiểu tiên nữ, cảm giác chúng ta chuyển đến nơi này
đúng là một quyết định chính xác. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Chờ Nguyễn Miên Man vào bếp, hai cô gái nhỏ giọng nói chuyện, lời nói tràn đầy khen ngợi với cô. Không bao lâu, Nguyễn Miên Man bưng khay từ phòng bếp ra tới. Trên khay chứa bỏ hai phần cơm chiên, còn có một đĩa tôm hùm đất. Hai cô gái nhìn đến phần tôm hùm đất kia, trong nháy mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tôm hùm đất xem như món quà nhỏ em tặng hai người làm quà tân gia. Nguyễn Miên Man thấy các cô nhìn mình, mỉm cười nói. À, như thế thì thật không biết xấu hổ rồi. Không được, không được. Tuy chỉ mới ngửi qua hương vị, hai cô gái đều thấy rất muốn ăn, lại ngượng ngùng không làm mà lại có thưởng, nào dám ăn không của người ta. Không sao, coi như là món quà em để giữ khách, nếu hai chị rảnh thì nhớ qua quán dùng cơm là được rồi. Nguyễn Miên Man nói, do là chịu ảnh hưởng của kiếp trước, bình thường cũng sẽ không gặp được nhiều người khác phái, cho nên cô càng am hiểu cùng giao lưu với phụ nữ hơn, thậm chí còn có thể nói vài câu vui đùa. Với tay nghề nấu nướng của em, chỉ cần ăn qua một lần, đâu cần giữ khách chứ, bọn chị tranh nhau mua còn không kịp đó, đuổi cũng không đi. Đúng vậy, bọn chị chuyển đến nơi này, một phần chính là bởi vì cơm nhà em ăn quá ngon, muốn gần quan được ban lộc. Cô gái tóc ngắn lên tiếng, Nguyễn Miên Man nghe được các cô nói, cười vui vẻ một chút liền nói. Các chị thích là em vui rồi, rảnh thì nhớ sang chơi, các chị cứ tự nhiên từ từ ăn. Nói xong, cô một lần nữa trở lại phòng bếp, dứt khoát tranh thủ thời gian này trước tiên chuẩn bị đồ dùng cho buổi chiều. Trời cô đi rồi, hai cô gái mới phát hiện tùm hùm đất xào cay vẫn còn trên bàn. Làm sao bây giờ? Cô gái tóc ngắn một bên nuốt nước miếng một bên hỏi bạn mình. Thôi bây giờ cứ ăn đi, đợi lát nữa đem tiền đe ở phía dưới đĩa là được. Cũng được. Thương lượng xong, các cô đồng thời duỗi tay về phía đĩa tôm hùm đất. Oa, ngon quá, sao tôm hùm đất có thể ăn ngon tới vậy? Ăn xong một con tôm, cô gái tóc ngắn một bên cảm thán, một bên lại lần nữa khẳng định, dọn đến nơi đây là một quyết định sáng suốt. Người bạn bên cạnh mãnh liệt gật đầu, ngon đến mức nói không nên lời. Ở góc cửa, mèo béo ăn xong con tôm trong chậu, liền liếm lông mào bên miệng, nhìn xung quanh một phen, liền nhảy lên cái bàn đang tản ra mùi hương mê người. Mèo! Nó phát ra tiếng kêu mềm mại, hấp dẫn sự chú ý của người trên bàn, sau đó dựa vào mặt mèo của mình, lừa ăn lừa uống. Con gái giống nhau đều rất thích mèo con, chó con. Hai cô gái này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lúc này các cô đang đắm chìm trong tôm hùm đất thơm ngon. Đừng nói mèo, tới nam thần đứng trước mặt cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của hai người. Quả quyết nhỏ thèm thì thèm, bất quá bị Nguyễn Miên Man dạy bảo rất tốt. Trừ phi khách hàng cố tình cho nó, nếu không cũng sẽ không nhảy lên bàn, càng sẽ không tùy tiện thò móng vuốt vào chén khách hàng hoặc là trực tiếp đoạt đồ ăn. Nó kêu một hồi, phát hiện mị nhãn vuốt cho người mù xem, hùng dữ hướng các cô meo một tiếng, rồi giận dỗi liền xoay người nhảy xuống, ra cửa nằm sấp xuống. Hai cô gái ăn xong tôm hùm đất, đến sốt tôm dư lại dưới đáy đĩa cũng không lãng phí, trộn cùng cơm chiên ăn sạch sẽ. Các cô cả một buổi sáng làm vệ sinh cùng bố trí phòng, lúc này đã cực kỳ đói. Hơn nữa Nguyễn Miên Man chiên cơm vốn rất thơm, không tới một hồi liền ăn xong. Ăn uống no đủ, cô gái tóc ngắn theo bản năng định gọi bà chủ tính tiền, lại bị cô bạn ê một tiếng. Sau đó, cô gái tóc dài trực tiếp móc ra tiền mặt trên người, dựa theo thực đơn trên áp cơm hộp, đem tiền đè ở phía dưới đĩa, lôi kéo bạn mình đi ra tới cửa mới hướng vào bên trong nói. Bà chủ nhỏ, chúng tôi ăn xong rồi, tiền để trên bàn nhé. Vâng ạ. Nguyễn Miên Man lên tiếng, không có lập tức đi ra. Thấy vậy, cô gái tóc ngắn liền không vội rời đi, mà chỉ con mèo béo ở cửa nói. Cậu xem, con mèo này cũng rất đáng yêu nha. Nói xong, cô nhịn không được khom lưng, muốn sờ sờ nó. Mèo béo vốn dĩ đang lười biếng nằm sấp trong nháy mắt nhảy dựng lên, hung dữ hướng cô, meo một tiếng. Ha, không ngờ tính tình còn hung dữ như vậy. Cô gái tóc ngắn thu hồi tay, cầm lấy di động chụp một tấm, ngay sau đó mới lôi kéo cô bạn ra về. Nguyễn Miên Man bước ra từ phòng bếp, nhìn lên bàn mới phát hiện các cô vẫn trả tiền cho đĩa tôm hùm đất, bất đắc dĩ lắc đầu, thu chén bẩn đặt trong bồn nước, đóng cửa đi lên lầu nghỉ ngơi. Bởi vì có món mới, tôm hùm đất xào cay, khu bình luận tiệm cơm chiên hạnh phúc hôm nay cũng rất náo nhiệt. Nickname, tiểu cô nương xinh đẹp. Tôm hùm đất xào cay nhà này quả thực là mỹ vị nhân gian. Tôi từ trước tới nay chưa thử qua món tôm hùm đất nào ngon như vậy. Mọi người có thể không tin, một phần tôm hùm đất lớn như vậy, vỏ tôm thì không nói, chỉ đến nước sốt cũng bị đồng nghiệp của tôi chia sạch rồi. Đặc biệt trực tiếp trộn sốt tôm cùng cơm trắng. Má ơi,
Hắn vừa ăn một suất cơm niêu rồi, giờ lại thêm một tô cơm trắng cũng quá khủng đi. Hình ảnh. Bình luận của Husky ngốc nghếch cùng anh trai bất đắc dĩ. Tôm hùm đất xào cay tôi phải cho 201 điểm, nhiều hơn 101 điểm cũng không sợ bà chủ kiêu ngạo. Thật sự là ăn quá ngon, ăn ngon đến mức nào sao? Husky nhà chúng tôi ngửi được mùi thơm, thế nhưng từ lồng sắt vượt cục cũng đoạt đi con tôm hùm đất cuối cùng trên tay bạn gái tôi. Hình ảnh. Hình ảnh đi kèm câu bình luận này không phải tôm hùm đất mà là một con husky mang theo cái miệng dính sốt hồng hồng đang ủ rũ nhận sai, cùng bóng dáng một cô gái cầm dép đang chĩa về phía husky tội đồ. Nickname kẻ lang thang. Ha ha ha, quả nhiên là husky có thể làm nên chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.